chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc, đó là 21:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh với Bạn Có Thực Tài. Và hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ những cái nhóm, những cá nhân xuất sắc ở trên sân khấu này với Bạn Có Thực Tài. Trước khi đến với những cái nhóm đó thì Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với nhóm đầu tiên, đó là ban giám khảo khán giả rất là khó tính, 50 vị giám khảo. Sau khi vượt qua ban giám khảo khán giả thì tiết mục đó sẽ đến với ban giám khảo chuyên môn với các giám khảo có uy tín trong nghề. Xin giới thiệu đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Phương Thanh, khán hài Minh Nhí, bà mối Cát Tường. Còn một chiếc ghế trống vẫn như thường lệ, chúng tôi sẽ mời lên ghế trống đó một giám khảo khách mời. Quang Hiếu. Cảm ơn các bạn của đoàn. Hồ Quang Hiếu, một cái tên rất quen thuộc với khán giả truyền hình. Ngày hôm nay anh sẽ là ban giám khảo khách mời. Để được có một tiết mục như thế này, chúng ta cần bao nhiêu thời gian để luyện tập hả Hiếu? Dạ, thường thường mấy bạn hát thì tập có 2-3 ngày thôi, nhưng mà em tập thì có 2-3 tháng rồi, em không biết nhảy. Dạ. Không biết nhảy mà nãy nhảy dữ dội vậy đó hả? Dạ, tại vì mình cố gắng tập thôi chứ. Cố gắng? Vậy thì 2-3 tháng đổ biết bao nhiêu giọt mồ hôi để chúng ta chỉ có một vài phút lên sân khấu đúng không bạn? Cảm ơn Hồ Hiếu rất nhiều. Còn bây giờ xin mời bạn về vị trí. Còn bây giờ tiết mục đầu tiên sẽ như thế nào đây? Sự luyện tập nó như thế nào và hiệu quả trên sân khấu như thế nào? Mời quý vị hướng về màn hình. Chào bạn, bạn Mark Nguyễn. Em có mang tới tiền nè, xin tặng anh. Dạ, đây là cách lịch sự chào bên Mỹ. Chào là xong tặng tiền. Dạ. Chào là tặng tiền luôn hả? Đúng rồi. Cảm ơn. Cái này là ảo thôi. Dạ. Đó. Cho anh cứ lấy ra. Em mới nói là ảo thuật mà, nên những gì anh thấy chưa chắc là thật. Hồng quê. Mới thấy 100 đô mà. Bạn về Việt Nam lâu chưa? Em cũng về đây trong thời gian mấy tháng này thôi, mùa hè này. Dạ. Ở bên Mỹ là mình cũng đi biểu diễn vậy đó hả? Cái này là nghề này là trước kia của Pharmax, hồi Pharmax học trung học cơ. Nhưng nó cũng là một cái đam mê thôi. Nhưng sau này thì Pharmax ổn định cuộc sống, công việc và gia đình thì Pharmax có thời gian, Pharmax muốn trở lại đeo đuổi cái đam mê của mình. Nói chung là nghệ thuật thì phải nói là phải có đam mê. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ, Pharmax đã sẵn sàng. 3 phút dành cho bạn. Dạ. Bắt đầu. Bạn có thích.
88% khán giả bình chọn cho Ban Mát Nguyễn. Bạn được cộng 2 điểm. Đi xem Hồ Quang Hiếu hay đi diễn nè. Bạn dạ. Đã thấy tiết mục nào như thế nào không? Hay anh ơi, hay ạ. Em không tin ngoài, mà định cũng được. Anh ơi, thấy anh rỡ bụng không à? Tao bạn vô bằng rờ thì coi có lên không? Mở không anh, em phải mắt phải vuốt cho nó xuống. Dạ. Phương Thanh. Ảo thực mà vô bạn có thực tài là Phương Thanh soi lắm. Nhưng mà rõ ràng cái tiết mục này dù chỉ là một trò thôi, nhưng mà làm cho mọi người bị cuốn hút theo. Không biết là ở dưới cái lưng đó có cái gì mà cái tay anh cứ nó cứ dày dưới nè. Đó, cho nên là theo dõi cái tay rồi theo dõi rồi tất cả mọi thứ nhưng vẫn không phát hiện được ra gì. Chứ cái đó là cái hay của anh là như vậy. Chứ còn xuất sắc hơn nữa đó, ạc hơn nữa đó thì phải đợi anh Lê Hoàng. Anh Lê Hoàng dễ sợ lắm. Thật ra thì tiết mục này khó đoán. Bởi vì tôi đoán là khi mà bạn đã dùng một tiết mục thôi thì bạn cũng phải tính toán là nó có sức nặng như thế nào. Về mặt ảo thuật tôi nghĩ là thành công. Chỉ tiếc rằng cái này nói thật là cái bạn phụ diễn ấy là một cô gái thật ra cũng tham gia vào cái tiết mục đúng không? Thì về phục trang á, phong cách ấy, các bạn làm nên hấp dẫn hơn một chút. Nó đừng có đời thường quá. Để bởi vì mình đã lên biểu diễn mà thì mọi cái nó đều phải hấp dẫn, đều phải, tôi không cần phải ăn mặc sexy hay cái gì hết. Nhưng mà đời thường như thế này thì nó lại giảm cái đẹp của tiết mục đi. Xin lỗi cho Phạm Mát đính chính cái điểm đó được không ạ? Vì luật gia đình, vì sếp chưa không có cho phép, nghĩa là bà xã Phạm Mát không có cho phép. Nên bà xã bà nói là cho em của Phạm Mát, cho em gái của bà xã là mới được. Thế nên cái trường hợp này là bị như vậy đó nha quý vị. Mà sợ bà xã kia nữa. Chưa cái điểm sợ bà. Không. Bé em này là em vợ hả? Coi như là em vợ của dạ, bạn. Con bên vợ, dạ vâng. À, bên vợ, nhưng mà bé vẫn xinh, vẫn đẹp. Ý của anh Hoàng là trang phục. Bé mặc đồ này thì cũng rất là xinh đó. Nhưng mà nó là bộ đồ để đi chơi đời thường. Còn mình lên sân khấu thì cái thẩm mỹ á, cái đẹp á, cái đẹp trên sân khấu đặng cho nó hấp dẫn thêm tiết mục á, anh Hoàng muốn vậy. Nhưng mà thật ra là người ta coi biến người đi lên về, người ta tập trung lên, người ta quên bộ đồ. Rồi, chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9 điểm rưỡi, Minh Nhĩ 9 điểm rưỡi, Hồ Quang Hiếu 9 điểm rưỡi, Phương Thanh 9 điểm rưỡi và Lê Hoàng là 9 điểm. Tổng số điểm của Ban Mát Nguyễn là 49 điểm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Bạn Có Thực Tài. Mình tên là Trần Đức Hậu, năm nay mình 24 tuổi. Hello các bạn, mình là Phúc Sơn, năm nay mình 24 tuổi. Mình tên là Toàn Thắng, năm nay mình 21 tuổi. Hôm nay mình 20 tuổi. Chúng tôi là Domino. Bạn có thực tài.
Chúc mừng các bạn nhóm Domino. Các bạn có 68% khán giả bình chọn. Như vậy các bạn sẽ chưa được cộng thêm điểm nào cả. Xin mời Phương Thanh. Đầu tiên phải nói là cái tiết mục tụi em á, là một cái tiết mục rất có cảm xúc. Cái nhạc của tụi em là cái nhạc tụi em tự sáng tạo ra đúng không? Tự sao xiết là tụi em tự phối với nhau đúng không? Dạ đúng rồi, bài này là sáng tác của nhóm Bụi Gió chị. Và tụi em đã phối lại một phiên bản khác của nhóm. Thì cái bài này nó là vậy nè. Về phần acoustic á, thì tụi em hay. Tức là cái giọng của em trầm rất là tốt, rất là rõ. Nhưng mà khi mà lên tới cái phần mà cao trào đó thì cái nhạc lại bị lớn hơn tiếng hát. Cho nên em không thể lôi kéo mọi người theo với em được đúng không quý vị? Thì như vậy nó có hai nguyên tắc như vậy. Khi mà những chỗ mà cần lên cao mà cao trào thì bắt buộc cái nhạc của tụi em với tiếng hát vẫn phải đều với nhau thì nó mới lôi kéo được. Ví dụ như em hát chỗ điệp khúc chị nghe coi. Hay không? Hay không? Là em phải to hơn. Phải to hơn nữa. Bởi vì lúc đầu em quá hay nhưng mà tới lúc mà điệp khúc á, mà nó nhỏ quá đó, nó lép quá, nó sẽ mất đi cái lực của tụi em. Dạ em cảm ơn chị ạ. Xin mời Hồ Quang Hiếu. Giọng của bạn Chính thì rất là có giọng, nhưng mà khi mà mình lên cao á, mình nên xử lý để mà bớt phô. Tại vì giọng bạn khi mà xử lý cũng bị phô rất là nhiều nốt. Và mong là các bạn sẽ hợp quyền nhau nữa sẽ mang đến sự thành công. Em xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn ban giám khảo. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Phương Thanh 8.5. Hồ Quang Hiếu 8. Cát Tường 8.5, Minh Nhĩ 9 và Lê Hoàng là 8. Tổng số điểm dành cho Domino là 42 điểm. Chúng ta đang chờ những tiếng cười rộn rã hơn nữa, đang chờ những tiết mục nào ấn tượng hấp dẫn hơn nữa, không biết có không quý vị. Chúng ta tiếp tục theo dõi nha. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Hoa. Chỉ còn một tiết mục nữa là tới tiết mục của tôi. Đi diễn thì nhiều nhưng mà đi thi thì đây là lần đầu tiên nên tôi rất là lo sợ, nên mong quý vị khán giả hãy ủng hộ cho tôi. Bạn có thật sai.
mừng phần biểu diễn của bạn. Mặc dù hết thời gian rồi nhưng khán giả vẫn say sưa, muốn bạn biểu diễn tiếp nữa. Để một cái tiết mục như vậy thì chúng ta cần sự luyện tập bao lâu hả bạn? Để có một tiết mục như vậy là tụi em luyện tập rất là cực. Trong thời gian rất là dài, chứ khoảng gần 10 năm. 10 năm để một tiết mục như vậy. Tuyệt vời các bạn. Không đơn giản xíu nào cả. 94% khán giả bình chọn cho bạn. Bạn có 2 điểm cộng. Chúng ta sẽ nghe là chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Tôi thấy cái cách của bạn làm á rất là dễ thương, và cái gương mặt của bạn á nó rất là tự tin, và đại khái là nó hòa quyện vô những cái động tác của bạn khi bạn thể hiện á, làm thu hút người xem rất là nhiều. Và những cái động tác của bạn á cũng rất là rõ. Bản thân tôi thì tôi thích tiết mục của bạn. Cảm ơn bạn. Mời Lê Hoàng. Bạn diễn thì đúng là cái tác phong thì nó rất là dịu dàng, có vẻ như rất là cảm với âm nhạc, xem rất là dễ chịu. Tuy nhiên cũng phải nói thực, nếu mà nói về độ khó của Uốn Dẻo thì chưa khó lắm đâu. Bởi vì là Uốn Dẻo bây giờ thì có thể nói họ có thể những tạo hình, những cái tư thế phải nói là khủng khiếp lắm, người ta không thể tưởng tượng được. Thành ra là nếu đứng về mặt gọi là chuyên môn thì tôi không đánh giá quá cao, nhưng đứng về phong cách biểu diễn và thái độ thì tôi hoàn toàn là cảm xúc với bạn. Chị cũng đồng ý kiến với anh Lê Hoàng. Cái bài diễn của các bạn, bạn thì không có những cái động tác mà quá khó. Quá khó là đối với những người chuyên nghiệp như bạn, tất nhiên là mình làm không có được, chứ đừng nói kêu lên làm thử thì đương nhiên là làm không có được. Nhưng mà coi cái tiết mục biểu diễn của bạn, tự nhiên cảm giác mình ngồi mình thấy nó nhẹ nhàng lắm, giống như là thật sự thư giãn, là mình thư giãn theo cái điệu nhạc âm nhạc bạn chọn, phong thái cái mặt tươi của bạn, rồi những cái uyển chuyển của bạn nó nhẹ nhẹ chậm chậm, chứ nó không có những cái làm cho mình giật mình hay là mình hú hồn hay là mình ngạc nhiên là sao hay quá sao được vậy, thì nó không có cái cảm giác đó. Tuy nhiên là rất là dễ chịu, một tiết mục đúng là để thư giãn là rất là tuyệt. Dạ cảm ơn chị ạ. Cảm ơn anh Hải chuyên môn. Chúng ta sẽ có số điểm ngay bây giờ. Cát Tường 9.5, Lê Hoàng 8.5, Minh Dĩ 9.5, Hồ Quang Hiếu 9.5 và Phương Thanh 9.5. Tổng số điểm dành cho bạn Thanh Hoa là 48 điểm. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta theo dõi tiết mục tiếp theo. Chị thích em phạt á, chị thích em phạt á. Một này đối với Phương Thanh đó, Phương Thanh sẽ cho 10. Không biết mọi người như nào. 76% khán giả bình chọn. Tại là các không khó thì cũng không có hay. Chúng tôi có được tài. Bạn có thật tài. Chào đón nhóm Big Bomb đã trở lại. Hôm nay hình như tăng thêm thành viên đúng không bạn? Dạ đúng ạ. Tất cả sẵn sàng, 3 phút bắt đầu. Bạn có thật sai. Uno, dos, tres.
It's been a long day without you, my friend. Chở tôi đi bệnh viện đi. Ở đó mà hé. À, Hồ Quang Hiếu là người đầu tiên xem tiết mục này. Bạn cảm giác thế nào mà hình như thấy mặt bạn hơi hoang mang chút. Dạ tại vì em thấy em này nhỏ mà đánh võ dữ quá. Mới nãy lúc mà bạn kia đá vô mặt em nhỏ không biết có bị gì không. Nhưng theo bạn thì tiết mục này khoảng bao nhiêu điểm? Em nghĩ 8 điểm rưỡi. Thế thấp quá thôi chị hay sao? Chín thôi chị. Rồi, mời Lê Hoàng. Anh Quỳ Linh có nói một câu về Hồ Quang Hiếu, tôi rất là đúng, đó là mặt bạn hoang mang. Đừng nói Hồ Quang Hiếu, tôi cũng hoang mang. Bởi vì thật ra tôi không hiểu đây là võ thuật, đây là kịch hay là đây là hài. Nó pha trộn đủ thứ hết á. Cái gì nó cũng có, nhưng mà không có cái gì nó sâu cả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 8 điểm rưỡi, Phương Thanh 9, Minh Nhĩ 9, Hồ Quang Hiếu 9, Lê Hoàng 7 điểm rưỡi. Sao lập trường không vững vậy em? Tại vì em nghe mấy anh chị nói sao em chấm vậy thôi. Ở đây đừng có nghe nha, nghe đừng có nghe. Dạ. Ta nói vậy mà ta làm khác không à? Dạ, còn sau em khỏi nghe. Tổng số điểm của Big Bon có được là 44 điểm. Chúc mừng các bạn. All twerking like Miley, Miley. Stop, stop twerking like Miley, twerking like Miley. Nhạc vô một cái tụi con nhập vai liền. Nhưng mà nhạc hết tụi con cũng xả vai liền luôn. Cô Phương Thanh quay lại cô wow wow mấy lần luôn. Lần nào cô Quân Thanh cũng nói vậy hết. Hôm nay thấy đẹp quá. Về chú Quân Linh hỏi à, con áo này ai may cho tụi con vậy? Ba hiệu trưởng. Ba hiệu trưởng hả? Ba hiệu trưởng, ba hiệu trưởng. Con là đội trưởng hả? Không, Mạnh Thảo là đội trưởng. Bà Thảo đội trưởng sao con cầm micro? Thầy. Thầy hả? Thầy bắt con cầm giờ con đưa bằng micro bằng Thảo coi. Bạn nào đội trưởng đâu? Con là đội trưởng. Đi. Đội trưởng là con cầm micro. Cầm micro đi. Thầy kêu con cầm mà. Thầy kêu mày cầm mà. Trời ơi. Lên đây còn cãi nhau đó, thầy kêu mày cầm mà. Rồi các con sẵn sàng đội tuổi ngọc lớp lá 1, lớp lá 3. Bắt đầu. Mã có thịt say. Bye.
Battle for the gentleman. Battle for the gentleman. Chúc mừng các con nha. Các con có 100% bình chọn khán giả. Hết khoái, ai cũng khoái trơn mà. Từ đầu tới giờ mới có đội này được nhận 100% bình chọn khán giả thôi. Xin mời Lê Hoàng. Cái làm như tôi khó. Hiểu liền. Cái này hay mà. Thôi thì thứ nhất là rất là đều. Thứ hai nữa là về dàn dựng á, thì có rất nhiều động tác phải nói là bất ngờ. Mà lại hài hước nữa, thường là hiếm khi mà múa mà có hài hước lắm. Ở đây lại có mới lạ chứ. Nói chung là cái chuyện mà khán giả cộng thêm 3 điểm là chính xác đấy. Nghĩa là xem nó không thấy chán mà không thấy bị sốt ruột. Và cũng không thấy kiểu như là phải chiếu cố các bé. Rõ ràng hay. Các Tường thế nào? Thì thấy bây giờ nếu nhà mà nguyên một dàn con, 4 trai 4 gái vậy là quá dễ thương rồi. Nhờ nhận xét không biết nhận xét làm sao luôn nữa. Nói chung là bây giờ đừng nói gì nữa hết. Anh Lê Hoàng đã khen rồi, chờ điểm thôi. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Hồ Quang Hiếu 9.5, Phương Thanh 10, Minh Vĩ 9.5, Cát Tường 9.5 và Lê Hoàng 9 điểm. Tổng số điểm là 50.5. Nhóm tuổi Ngọc. Rồi, cảm ơn các con. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với bạn có thực tài quý vị nhé. Chào con, rất lâu gặp lại con ha. Dạ. Hôm nay việc học hành sao con? Dạ, cũng tiến bộ rất là nhiều. Là tốt đó ha. Dạ. Lần này cố gắng lên chút xíu nha. Rồi, chuẩn bị bé Hoàng Thuận ảo thuật. 1, 2, 3, bắt đầu. Mã có thịt say. Ba-ba-dee-b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 a-ba-dee-
Tự tin quá, rất là tự tin, mặt mày duyên dáng. Cái này không phải là biểu diễn ảo thuật không nữa, mà cái này là diễn xuất nữa. Nên là con rất là có năng khiếu về diễn xuất. Tại vì con biểu cảm nét mặt theo những cái động tác của con, rồi khi con biến ra được cái này kia là cái mặt con rồi diễn rất là dễ thương. Chú Hồ Văn Hiếu xem chú thấy thế nào? Dạ em thì cũng có dịp đi diễn chung với bé mấy lần rồi, nhưng mà thường thường cái giờ của ai người đấy diễn anh, nên em vô em chưa có được coi ở ngoài, nhưng mà ngày hôm nay thì được coi ở ngoài thì em rất là hâm mộ. Mấy điểm? 10 điểm. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Phương Thành 9.5, Hồ Văn Hiếu 10 điểm, Minh Nhí 10, Cát Tường 9 điểm, Lê Hoàng là 8 điểm. Tổng số điểm dành cho bé Hoàng Thuận là 48.5. Chúc mừng con nha. Hy vọng rằng càng ngày con càng chín mùi với nghệ thuật ảo thuật. Rất là mừng khi mà có một giọng nam nữa hát được bài Sài Gòn này. Bạn có thật sai. Dạ, Flat Band xin chào tất cả mọi người, chào ban giám khảo. Rất vui được chào đón các bạn quay trở lại với Bạn có thật tài. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Flat, 3 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Bạn có thật sai. I love you. Good eye.
nhớ Flat. Chúng ta có 92% khán giả bình chọn, các bạn được cộng 2 điểm. Xin mời Phương Thanh. Phải nói là Phương Thanh rất là quý những cái band quý vị ạ. Bởi vì như ca sĩ tự do như Phương Thanh hát đó, dễ lắm. Một mình một ngựa, một mình một MD, một CD cũng hát được. Nhưng mà một band thì cái quá trình tập luyện để kết nối mọi người với nhau là rất khó. Cho nên là chị rất là quý cái tinh thần mà tình đồng đội của tụi em. Thứ hai nữa là cái giọng của em là một cái giọng đặc biệt. Hồi bữa em mới xí xí, hôm nay em có nhiều nốt, em hú lên tới nóc. Riêng bản thân em mà chị rất ngưỡng mộ những cái nốt cao của em. Rất đặc biệt, rất hay trong mắt chị. Nhưng mà để hay hơn nữa thì em phải tập trụ xuống dưới cho chắc. Và nốt cho chắc vào nữa thì em sẽ tuyệt vời hơn trong mắt mọi người. Cảm ơn em. Dạ, xin cảm ơn chị. Mời Hồ Quang Hiếu. Theo em đánh giá thì em thấy bạn Nam là có lợi thế rất là nhiều. Thứ nhất là về ngoại hình thì cũng rất là sáng. Cái giọng bạn là thuộc dạng giọng steno rất là cao. Khi mà bạn hát bằng chuyển qua cái đoạn giả thanh đó, nó rất là hay. Nhưng mà quan trọng nhất là cái cách mình chọn bài thôi, chứ chưa hẳn là mình phải biết sử dụng cái thế mạnh của mình. Ví dụ bạn nên chọn những cái bài của nhóm Skid Row như là Seagull hoặc là AT&T. Ủa, bữa hát rồi hả? Em chưa coi. Thì em nghe bài giọng bạn ấy là em tưởng tượng ra là bạn ấy hát bài Seagull. Quan trọng nhất là mình cái cách chọn bài của mình thôi. Mình khoe hết chất giọng của mình và cho người ta cảm nhận được. Đó là cái điều thành công nhất của một người ca sĩ. Tôi cũng giống như là cô Chanh với lại Hồ Quang Hiếu là tôi cái giọng của bạn quá đặc biệt. Nhưng mà hôm trước bạn hát cái bài kia hay hơn bữa nay. Mà tôi thèm các bạn hát một cái bài gì đó rock Việt Nam chẳng hạn. Mà ngày hôm nay tôi vẫn thích cái band của các bạn. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Khách Tường 10, Minh Nhí 10, Hồ Quang Hiếu 9, Lê Hoàng 9.5, Phương Thanh là... Trời ơi, Lê Hoàng mà 9.5 thì đương nhiên Phương Thanh phải 10 rồi. Tổng số điểm dành cho Black là 50.5. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã trải qua các tiết mục trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời tất cả thành viên của các đội chúng ta trở về sân khấu. Cảm ơn tất cả thành viên của các đội ngày hôm nay. Các bạn đã đem đến cho sân khấu bạn có thực tài rất là nhiều ấn tượng. Mời quý vị các bạn chúng ta sẽ hướng về bảng điểm xem đội nào có số điểm cao nhất. Đội đó sẽ thi đấu với đương kim vô địch tuần vừa rồi, Ban Mát Nguyễn 49, nhóm Domino 42, Thanh Hoa Siết Uôn Dẻo 48.5, nhóm Big Bomb 44, nhóm Tuấn Ngọc 50.5, Nguyễn Hoàng Thuận 48.5 và Black Band là 50.5. Như vậy là có hai đội bằng điểm nhau, đó là Black Band và nhóm Tuấn Ngọc 50.5. Hai đội bằng điểm nhau. Chúng ta sẽ đẩy quả bóng này thuộc về giám khảo khán giả. Và bây giờ nếu như ban giám khảo cho số điểm nhóm Tuấn Ngọc cao thì nhóm Tuấn Ngọc sẽ bước vào bên trong. Còn nếu như Plat cao thì nhóm Plat cũng tiếp tục bước bên trong để thi đấu với bé An Khang 4 tuổi. Số điểm dành cho nhóm Tuấn Ngọc bắt đầu. Để xem cột xanh hay là cột đỏ. Rất hồi hộp căng thẳng. Tám mươi bốn phần trăm khán giả dành cho Tuổi Ngọc. Số điểm dành cho Black bắt đầu. Thật là rất tiếc cho nhớ Black, bởi vì trẻ con bao giờ cũng đáng yêu cả. Trẻ con bao giờ cũng dễ thương cả. Nói như vậy không phải là nhóm Tuổi Ngọc là yếu đâu nha. Rất là mạnh đấy. Và đội chiến thắng đó là đội Tuổi Ngọc. Chúc mừng các con. Tuổi Ngọc sẽ đối đầu với bạn An Khang 4 tuổi. Ông già cầm cái cúp không nổi nữa, đưa chú cầm giùm cho. Quá Trang làm ông già. Bây giờ nè, con Linh hỏi con nè, trong ban giám khảo con sợ ai nhất? Dạ không.
Không sợ ai hết trơn hả? Nè, đối thủ con là các bạn nhỏ 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 lớn tuổi hơn con không có 5-6 tuổi không á. Con sợ nhóm đó không? Dạ sợ. Sợ nhớ bên kia. Giờ cố gắng lên nha, bây giờ phần trình diễn của con sẽ là đầu tiên đấy. Sẵn sàng chưa? Lấy cúp lần nữa không? Dạ không. Không hả? Không vậy thôi chú Linh giữ nha. Bây giờ thời gian dành cho bé A Khang 4 tuổi bắt đầu. Bạn có thịt dai. Trời đất ơi, lại là cái đám con vật nó la hoài nữa mà. Tao ra tao chửi cho nghe. Uầy, tụi bay làm gì vậy? Ngày nào tụi bay cũng ra đây, tụi bay phá làng phá sống. Tụi bay có biết ườn lắm hay không? Không có bám mua được một cái gì với cái đám tụi bay nghe chưa? Nguyên cái đám hôn hả? Tụi bay lên giờ tụi bay hiền hồn về, tụi bay phá nhà của người ta. Hai cái thằng này chứ, mày mặc áo vàng rồi mày mặc quần xanh rồi, rồi mày đeo đồng hồ màu trắng, mày ăn bực vô mày không? Đây truyền hình chữ đờ hả? Mày chữ đờ gì? Là điên hả? Mày điên hay sao mà ngay nào mày cũng ra đây mày banh quần cái thằng quỷ. Cái mặt mày xấu nhất, mày đừng có miếu. Cái mặt mày miếng cho con hà mã mày không? Cái đầu mày nghĩ sao mày trẻ, cái tép bự cái ta ăn hết. Mày xấu nhất xóm, mày già nhất xóm. À, cái mồm cũ hơn cái xóm này, mồm chơi con nít không. Mày ra đây phá xong cầm đồ mày. Trời, con gái mắc cần dễ sợ, mắc cần nhỏ không lo học bài, không lo ra hát. Con gái mày đi theo thùa đi, bếp rút đi, hát dân ca đi. Con gái mày đáp anh, con gái mày đáp anh thì sao? Dạ ông ơi, tụi con xin lỗi ông vì đã phá trước cửa nhà ông. Tụi con hát cho ông nghe một bài được không? Vậy mày hát cho tao thì mày đứng đây mày hát cho tao nghe đi. Dạ. Con có hát nè, rồi mày đứng đây mày hát cho tao nghe đi. Mai mốt nhà, mai mốt. Mai tuy úp mà sữa xoan đẹp hơn cả Mau mà thêm áo mới về cả Mau là thấy thương con ruồi. Trời ơi, nó thả cái chân ruồi nó ngọt như mấy lười tay quá. Trời, con nhỏ này sao ca giống như con Phương Mỹ Chi vậy bay? Phải Phương Mỹ Chi không? Dạ không. Chứ bay tên gì? Anh tên Phương Mỹ Chị. Ủa, Phương Mỹ Chị là gì? Là chị của Phương Mỹ Chi. Rồi mày cũng quá trời rồi ha. Rồi mới ba lưng mình nó chạy đeo. Cái con hát được. Tao cảm ơn mày luôn, tao lại mày luôn, tao sợ mày nhất xóm á. Con hát được mà. Mày hát đàng hoàng nghe. Con hát bài được hả? Thấy ghê vậy. Bữa nay con mê phim Cô Dâu 8 tuổi lắm. Rồi mày hát tao nghe coi. Số li ti tất cả mọi gì ông la vô là vì thôi dẹp tao tha lỗi cho nó đó, đi về đi, tao nhức đầu với tụi bay quá à, đi về đi, tao tha lỗi cho nó đó, về đi. Cái tù này tập lâu chưa? Dạ chưa lâu. Chưa lâu hả? Dạ. Cái này cũng bắt chước ai quen chú nhớ nè, cái tù này quen lắm nè. Con bắt chước ai vậy? Trấn Thành. Chưa lâu lắm hả? Hình như còn mấy chỗ con quên đúng không? Có quên không? Con quên bài hát của Phương Mỹ Chi thôi à. Thôi, không sao. Có lẽ là tại vì con tập cái tiết mục này chưa lâu giống như con nói đó, cho nên nó chưa có nhuần nhuyễn. Lần trước á, chú Minh có dạy cho con là khi mà con diễn mà người ta cười á thì con ngưng lại chút xíu đợi người ta cười đúng không? Nhưng mà đừng có ngưng lâu quá, nó sẽ bị chậm đi cái nhịp, con hiểu không? Còn lần này thì mai mốt con diễn con tuyệt đối không được nhìn xuống, liếc nhìn coi thái độ khán giả như thế nào hay là ban giám khảo như thế nào nha. Nha, mai mốt tiết mục này mà con làm đi làm lại nhiều lần nó sẽ nhuyễn, là con sẽ làm rất là duyên dáng. Nó ngắn gọn là hôm nay con không có lên đồng. À, hồi trước mấy cô chú nói là con lên đồng nhưng bữa nay con hay bị phân, con bị phân tâm quá. Dạ, con nói xong rồi đó cụ. Dạ. À, chú Hồ con Hiếu thấy vui không?
Theo em thấy thì bé thuộc lời thoại vậy là quá nhiều rồi. Tại vì học được mà nhớ mà nói nhanh như vậy rất là khó. Tại vì căn bản với em đây, em có nói em cũng nói không có được nữa. Nên là bé rất là giỏi. Ai, cũng có chú Hiếu khen còn ha. Không mà con giỏi thiệt mà. Học được vậy là nhanh lắm ha. Rồi bây giờ cầm cúp được không? Cầm giữ đi rồi chút chú sẽ coi nhóm kia biểu diễn thế nào nha. Bạn có thật sai. Fly with me. Oh my gosh. Anh Minh, tụi con múa rất là dễ thương nè, nhưng mà chú Minh ngạc nhiên, ngay cả tụi con cũng như là An Khang, bé An Khang bắt đầu vô tiết mục thì là dễ sợ lắm, nhưng mà bắt đầu ra khỏi cái tiết mục rồi trở về đời thường rồi thì sao ngơ ngác rồi. Mời Lê Hoàng. Tôi thấy có hai ưu điểm. Thứ nhất là phục trang rất là lạ, đúng không? Chúng ta đã xem bao nhiêu cái tiết mục múa của các bé rồi, nhưng mà các bé này mặc thì trẻ trung, khỏe khoắn và lạ mắt, đấy, phối rất là vẫn có khi già đó. Thứ hai nữa là cái điệu múa này chọn nhạc rất hay. Cảm ơn Lê Hoàng. Còn bây giờ xin mời An Khang. Bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho bé An Khang. Phương Thanh 9.5, Minh Dĩ 9.5, Hồ Quang Hiếu 9.5, Lê Hoàng 7.5 và Cát Tường là 9 điểm. Và bây giờ số điểm dành cho đội Tuổi Ngọc bắt đầu. Minh Nhí 9.5, Phương Thanh 10, Cát Tường 9.5, Lê Hoàng 8.5, Hồ Quang Hiếu 10. Tổng số điểm của An Khang là 45 và nhóm Tuổi Ngọc là 47.5. Chúc mừng, cúp vô địch thuộc về nhóm Tuổi Ngọc.
rồi. Nắm chia tay con nha. Chúng ta sẽ gặp lại ở gala. À, thưa quý vị, như vậy là chiến thắng tuần này thuộc về đội Tuổi Ngọc. Tuổi Ngọc sẽ nhận được cúp vô địch, đưa cao lên con. Và giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Xin mời ban giám khảo chuyên môn sẽ trao kỷ niệm chơi cho các đội. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình Bạn Có Tương Lai được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 21:30 thứ hai hàng tuần. Để xem lại các tiết mục, quý vị có thể truy cập vào YouTube MTV Media và nhấn subscribe quý vị nhé. Còn bây giờ thì chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.